Chào quý vị và các bạn. Sáng nay thì Phi Hùng đã có mặt ở một cái chung cư để nhìn ngắm thành phố bình minh lên, một không gian rất là thanh bình mà Phi Hùng được cảm nhận. Và ngày hôm nay thì Phi Hùng sẽ cùng những người bạn của mình để thực hiện một MV có chủ đề là Có một Sài Gòn như thế. MV này là những cảm xúc mà Phi Hùng đã cảm nhận được trong những thời gian qua khi dịch Covid và người dân của thành phố thì đã có rất là nhiều sự thay đổi. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cảm nhận được một cái sự gắn kết, sự chia sẻ và đầy yêu thương. Và hành trình này thì Phi Hùng muốn ghi lại đó chính là nhịp sống của Sài Gòn cùng những nụ cười ấy cho chúng ta một niềm tin mãnh liệt rằng thành phố là một nơi văn minh, nghĩa tình và lúc nào cũng rộng mở, giang tay để chào đón khách thập phương cũng như là luôn dang rộng vòng tay nhân ái. Các bạn hãy cùng Phi Hùng khám phá thành phố nhé! Vẫn không như là ước mơ, có nhấp nhân yêu thương dâng lên như từng đợt sóng vô bờ. Dù cuộc đời đôi khi vẫn không như là ước mơ, bên nhau cùng chung sức sẽ chia bao gian khó nhọc nhằn, yêu thương dâng lên như từng đợt sóng vô bờ. Sài Gòn vẫn tươi nụ cười sẽ chia hạnh phúc đến muôn đời. Sài Gòn vẫn như đó, các bạn thấy không? Em ơi, rất là hiểm trở, rất là gian nan, nhưng mà để có được những khung hình đẹp thì Phi Hùng cùng tất cả những người bạn đã cùng nhau thực hiện. Đây là một sản phẩm cộng đồng, rất mong sẽ được các bạn theo dõi. Bây giờ sẽ qua điểm thứ hai, đó là chúng ta sẽ đi ra bưu điện để lên chiếc xe buýt 2 tầng để cùng tham quan thành phố. Mời cả nhà lên xe. Thì Sài Gòn hôm nay vẫn thế, chiều trái tim vẫn khát khao đợi chờ. Dù cuộc đời đôi khi vẫn không như là ước mơ, bên nhau cùng chung sức sẽ chia bao gian khó nhọc nhằn, yêu thương dâng lên như từng đợt sóng vỗ bờ. Sài Gòn vẫn tươi nụ cười sẽ chia hạnh phúc đến muôn đời. Và hành trình tiếp theo thì Phi Hùng sẽ cùng các bạn nhỏ đến với công viên cây xanh và chúng ta sẽ trồng thêm những cái cây non để cho môi trường của chúng ta ngày càng sạch đẹp. Sài Gòn vẫn như thế mà sao thân thương quá, rộng mở ơi Sài Gòn, thành phố mến thương. Hôm nay thì trong hành trình làm MV Có một Sài Gòn như thế thì không thể không nhắc đến những nụ cười rất là hồn nhiên, dễ thương của các bạn nhỏ. Các bạn đã cùng với Phi Hùng đi tham quan rất là nhiều những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng trồng cây xanh để bảo vệ môi trường. Sẽ rất là nhiều những nụ cười ý nghĩa mà trong MV Có một Sài Gòn như thế sẽ mang đến một thông điệp để dành tặng quý vị. Đây cũng là một cách để Phi Hùng nói lên tình yêu của mình với thành phố thân thương này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục để khám phá thêm những nhân vật mới trong MV Có một Sài Gòn như thế. Xin mời! Đây là chợ Tân Định, là một cái chợ rất là quen thuộc và nổi tiếng. Ai tới đây thì cũng tham quan và mua sắm đây rất là nhiều.
Dạ. Quay về chỗ nhà đúng không? Thôi, quay về sao để luôn. Ngồi đẹp nữa. Lấy cái máy em lấy cái máy bên đi làm sao lấy được nhiều cái mặt hàng. Cô có khi nào diễn thì cô cứ tự nhiên cô mua hay ha. Ủa biết anh đi không hả? Biết rồi. Tìm chân trời mở sương, quê tôi là bao người yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao dân dương tâm hồn người bốn phương. Bây giờ là có những người anh chị đó là cùng qua đây để gửi những món quà tặng cho các cô chú. Anh Công Lý, chị cô. Dạ, đây là những cái món quà của những anh chị, những mạnh thường quân cũng rất là yêu mến nghệ sĩ đó, qua đây để gửi tặng cho các cô chú. Dạ, làm sao có tuổi già được? Không có già. Tươi này làm sao mà già được? Những ánh mắt xa xăm viết bao nỗi lo toan giữa dòng đời nổi trôi, giọt nước mắt ai tuôn rơi. Thì Sài Gòn hôm nay vẫn thế, chiều trái tim vẫn khát khao đợi chờ. Dù cuộc đời đôi khi vẫn không như là ước mơ, bên nhau cùng chung sức sẽ chia bao gian khó nhọc nhằn. Yêu thương dâng lên như từng đợt sóng vỗ bờ. Sài Gòn vẫn tươi nụ cười, sẽ chia hạnh phúc đến muôn nơi. Sài Gòn vẫn như. Ngày hôm nay thì nhóm quay phim tạm thời dừng ở đây để lấy sức cho sáng sớm mai lại tiếp tục những cảnh quay của thành phố. Và Phi Hùng sẽ sớm gửi đến cho quý vị các bạn MV Có Một Sài Gòn Như Thế. Rất mong sẽ được sự đón nhận của tất cả mọi người.